thuở mới dựng nước, dân lạc Việt quay quần tại vùng đất lĩnh Nam Hoang Sơ. Họ sinh sống bằng nghề đánh cá ở ven sông hoặc tại các hồ lớn. Thủ lĩnh của họ là Lộc Tục, một chàng trai thông minh tài trí và có sức khỏe phi thường. Vào khoảng năm 2879 trước công nguyên, Lộc Tục lên làm vua, lấy hiệu là Kinh Dương Vương, đặt tên nước là Xích Quỷ. Tuy làm chúa tể vùng đất lĩnh Nam, nhưng kinh dương vương thường dọc ngang sông bể thưởng ngoạn phong cảnh núi non một lần đến hồ động đình gặp con gái chúa hồ là nàng thần long nết na chăm chỉ kinh dương vương đem lòng yêu thương và cưới nàng làm vợ ít lâu sau họ sinh hạ được một con trai đặt tên là sùng lãm lớn lên sùng lãm nối nghiệp cha lấy hiệu là lạc long quân Lạc Long Quân có sức khỏe hơn người và nhiều tài biến hóa. Vì có gốc trồng từ dòng họ mẹ nên Lạc Long Quân thường ở trong động nước, thủy cung, không ở trên cạn thường được. Vì thế mỗi khi gặp khó khăn, dân chúng thường đến trước động nước kêu to lên. "Bô ơi, ở đâu? Hãy đến với ta." Thế là Lạc Long Quân xuất hiện để giúp đỡ dân chúng. Lúc ấy Sứ sở còn rất hoang dại, nhiều loài yêu quái lộng hành. Ở vùng biển Đông Nam có một con cá dữ tận, sống lâu đời đã thành tinh. Cá có thân dài 50 trượng, đuôi như cánh buồm, há miệng có thể nuốt được cả thuyền bè. Nó tác quái tác quái, làm hại dân chài. Dân chúng rất sợ hãi, gọi nó là ngư tinh. Ngư tinh ở trong một cái hang sâu ăn thông xuống đáy biển. Trên hang là núi đá Ngư tinh lấy đá lấp eo biển, gây khó khăn cho thuyền bè đi lại hồng tấn công được dễ dàng. Có một vị thần thấy quả núi đá lớn biển của ngư tinh cản trở việc đi lại của dân chúng. Thương tình, một đêm ông bèn hiện ra, đục núi khoét rộng eo biển, định mở đường. Công việc của thần đang nửa chừng thì ngư tinh biết được. Nó liền hóa phép biến thành con gà trắng. Gà bay lên trên đỉnh núi đá, tất ba tiếng gáy thần đang đào núi nghe gà gáy tưởng là đã rạng đông nên vội vàng bay đi vì thế hòn núi vẫn còn trơ trơ đứng đấy kinh hoàng trước nỗi hiểm nguy dân chài đến trước động nước kêu to bô ơi ở đâu ngư tinh ám hại ta sau khi đi thăm dò tình hình lạc long quân bèn cho đóng một chiếc thuyền rồi nung đỏ một khối sắt lừng lững tiến đến hang ngư tinh. Con ác thú quen thói, há to mồm, định nuốt chững chiếc thuyền. Lạc Long quân liền ném khối sắt lửa vào mồm nó. Họng cháy bỏng, con ác thú quay cùng chống trả, quậy sóng, bắn tung chiếc thuyền lên cao. Từ trên cao, Lạc Long quân phóng đao xuống, chém ngư tinh thành ba khúc. Khúc đầu biến thành một con chó biển, định chạy trốn, Lạc Long quân liền phóng đao tiếp, giết chết chó biển. Xác nó biến thành hòn cẩu đầu sơn có hình giống cái đầu chó. Khúc giữa trôi ra xứ mạng cầu, nay còn gọi là cẩu đầu thủy. Còn cái đuôi thì biến thành con rồng trắng, Lạc Long quân giết rồng, lục lấy da, đem phủ lên một hòn đảo giữa biển. Đó là hòn Bạch Long vĩ ngày nay. Xong được họa ngư tinh thì xuất hiện họa hồ tinh ở Long Biên, Hà Nội ngày nay. Hồ Tinh là con cáo chín đuôi, thường biến thành vật hay người để bắt trẻ con về ăn thịt. Dân Long Biên vô cùng sợ hãi đến nỗi phải bỏ xứ mà đi. Lạc Long Quân tìm đến hang cáo, tháo cho nước sông cái chảy vào ngập hang, rồi lấy chỉ ngủ sắc bệnh thành dây thòng lọng để trước hang. Cáo ngập nước, bò ra liền bị thòng lọng thắt cổ chết. Chiếc hang cáo ngập nước ấy sụp xuống biến thành hồ gọi là hồ sát cáo nay được gọi là Hồ Tây. Ở đất Phong Châu, có một cây chiên đàn to lớn, sống đã một nghìn năm, tích lũy âm khí mà biến thành một tinh. Một tinh thường biến thành một con yêu vào làng bắt người ăn sống. Lạc Long quân giao tranh với nó mấy lần bất phân thắng bại, cuối cùng, ông phải cầu cứu đến Kinh Dương Vương. Hai cha con hợp sức cùng nhau đốn ngã được cây chiên đàn. Một tinh liền chết theo từ đấy dân chúng được yên ổn làm ăn, cuộc sống sung túc, vui vẻ. Yên lòng, Lạc Long quân lại trở về động nước. Một hôm, vua nước láng giềng là đế lai mang theo con gái yêu là nàng Âu cơ xinh đẹp đến chơi vùng lĩnh Nam. Đoàn tùy tùng của đế lai hay quấy nhiễu, xin gà, lấy gạo của dân chúng nên người dân lại đến trước động nước gọi Lạc Long quân lên cạn lạc long quân liền đi gặp đế lai và hai bên dàn xếp ổn thỏa từ đấy mọi người lại sống hòa thuận với nhau trong các lần thương thuyết cùng đế lai lạc long quân có dịp gặp được nàng âu cơ thấy nàng thông minh sáng trí lạc long quân xin đế lai cho phép được cùng nàng nên vợ nên chồng được sự đồng ý của đế lai khắp nơi vang lên tiếng trống đồng báo tin mừng tiếng cồng tiếng chiên đáp lại, tán thành mối lương duyên. Lạc Long quân mặc váy kết bằng lá của rừng thiên, đầu đội mũ lông chim phượng hoàng, điểm thêm vài chiếc bông lau trắng xóa của non cao. Theo tục lệ, việc cưới xin lấy gói đất làm đầu của thời ấy, ngoài các món trang sức bằng đá, bằng đồng thau, trong xính lễ của Lạc Long Quân còn có một cái bánh bằng đất hung đó là loại bánh làm bằng bùn non tinh khiết và được hung tẩm bằng các hương liệu của núi rừng như quế hồi sim và cỏ thơm bánh đất hung tượng trưng cho khí thiên của đất nước bên cạnh bánh đất hung là gói muối tượng trưng cho tình nghĩa mạng nồng của đôi vợ chồng đám cưới diễn ra trong sự nô nức tưng bừng của dân chúng, họ cũng mặc quần áo lễ hội giống như lạc long quân và tham dự vào các cuộc vui. Nơi thổi kèn, thổi sáo hoặc ca múa, nơi đánh trống gồm cả nam lẫn nữ, chia thành từng đôi, ngồi cạnh từng cặp vợ chồng đánh trống. Bên nam đánh trống được, còn bên nữ thì đánh trống cái. Nhóm đánh cồng cũng không thua kém gì, từng dàn cồng sáu chiếc kê liền nhau thành dãy, được đánh vang lên phối hợp họa lại với tiếng trống. những người nhảy múa hóa trang thành hình chim, họ mặc váy bằng lông chim có hai vạt xuề ra, đầu đội mũ cũng bằng lông chim cài bông lau. Họ uống lượng theo nhịp trống rập trình, tạo nên hình ảnh đàn chim lạc đang tung cánh tự do trên bầu trời bao la. Nâng đỡ điệu múa là tiếng hát đối đáp của từng đôi trai gái. Từng đôi, từng đôi họ ngồi đối diện nhau, lồng chân, giao tay hát lên lời chúc cho Lạc Long Quân và Âu Cơ được con đàn cháu đóng. Các già làng có nhiệm vụ lo chu toàn các nghi thức của buổi hôn lễ. Vốn là những người có kinh nghiệm trong cuộc sống và được dân chúng kính nể, họ đứng ra phân công hai nhóm nam nữ. Nhóm nam gồm những chàng trai trẻ có nhiệm vụ chuẩn bị những nắm đất, nắm bùn, hoa quả. Nhóm nữ là các cô gái lo việc nấu cơm nếp. Để cho nồi cơm nếp của đêm tân hôn được tinh khiết, họ chọn lấy chỗ nước thật trong vắt để vo. Nếp được nấu trong nồi đất nung thô tỏa mùi thơm ngào ngạt. Khi lạc long quân rời thủy cung lên cạn đón dâu, đoàn trai trẻ ồ ra kẻ ném đất, ném bùn, người ném hoa quả vào chàng rễ để cầu cho mối lương duyên đơm hoa kết trái từ lòng đất mẹ. Nàng Âu Cơ xuất hiện trong chiếc áo lông ngỗng trắng toát, tóc nàng tết cao để lộ chiếc cổ cao ba ngấn, tay nàng đeo vòng, cổ nàng đeo chuỗi hai chiếc vòng tay lấp lánh màu đồng thau làm ửng hồng thêm đôi má. Một mâm cơm dành riêng cho cô dâu chú rể để cầu chúc tình vợ chồng gắn bó đã được đặt ở nơi trang trọng. Trên chiếc mâm bồng bằng đồng thau sáng loáng ấy, có bát cơm nếp bốc khói nghi ngút, bên cạnh đĩa thịt dê nướng thơm phức. Mọi người hân hoan chờ đợi giây phút thiêng liêng của nghi lễ ăn chung bát cơm nếp truyền thống. tới giờ lành, trước sự chứng kiến của các già làng, trong tiếng ca hát treo hò của dân chúng. Lạc Long Quân cùng Âu Cơ trân trọng nâng bát cơm nếp lên và cùng nhau ăn chung để thay lời thề chia ngọt sẽ bùi trong cuộc sống. Sau buổi lễ ăn chung bát cơm nếp, Lạc Long Quân và Âu Cơ chính thức thành vợ chồng trước trời đất và trước dân chúng Lạc Việt. Không bao lâu sau, nàng Âu Cơ mang thai và hạ sinh ra một cái bọc. Được 7 ngày, cái bọc nở ra trăm trứng, từ trăm trứng nở ra trăm cậu bé khỏe mạnh. Dân bận rộn chọn ra trăm tàu lá chuối tươi không tì vết, màu xanh ngọc mơn mởn để lót ổ, họ tin rằng với việc lót ổ bằng lá chuối tươi như thế, các cậu bé sẽ hấp thu được khí âm lẫn khí dương và sẽ nên người khôn ngoan để giúp đỡ họ trong cuộc sống, bảo vệ họ chống lại thiên tai và ngoại xâm. Một trăm người con trai lớn lên trong sự dạy dỗ của Lạc Long Quân, trong sự chăm sóc của nàng Âu Cơ và trong mối bảo bọc của dân chúng. Ngày tháng trôi qua, họ đã đến tuổi trưởng thành. Lạc Long Quân cho tổ chức một cuộc đua thuyền để thử thách sức bền bỉ và lòng can đảm của các con. Những con thuyền độc mộc, đuôi én, mũi cong, mình thon đã được hạ thủy. Cả trăm chàng thanh niên ấy mình trần vận khố, chân đất, đầu đội mũ lông chim chia thành 10 nhóm. Tiếng trống lệnh vang lên, 10 chiếc thuyền vung vút phóng lên như tên bắn trên mặt nước. Dân chúng đứng hai bên reo hò cổ vũ các chàng trai. Những chiếc lưng trần đẫm loáng nước và mồ hôi, những cánh tay vạm vỡ loang loáng khoáng dầm bơi. Thuyền của họ xé nước lao về phía trước như những cánh chim lạc đang lướt gió trên các tầng mây. Điểm đến đã xuất hiện. Tiếng cồng vang lên dục giả. Đây rồi, họ đã đến, nhưng lại lùng thay, cả 10 chiếc thuyền cùng phá điểm đến một lượt. Lạc Long Quân rất bằng lòng. Ông cho buổi lễ tiếp tục bằng hội giả cối. Tiếng thanh, tiếng trầm, khi thưa, khi nhanh của các điệu giả cối cùng những lời hát đối đáp của những đôi trai gái ca ngợi cuộc sống yên. Thấy các con đã trưởng thành, Lạc Long Quân muốn trở về động nước. Một hôm, Lạc Long Quân bảo với Âu Cơ: "Ta là giống rồng, sống dưới nước, nàng là giống tiên, sống trên cạn. Thủy hỏa khác nhau, không thể sống lâu bền với nhau được. Bây giờ ta chia nhau, nàng đem 50 con lên núi, ta đem 50 con xuống biển. Nếu có gì khó khăn thì báo cho nhau biết để giúp nhau." Biết rằng sự hợp tan là lẽ thường tình trong cuộc sống, nàng Âu cơ ngậm ngùi đồng ý, 50 người con theo cha về động nước, 50 người kia theo mẹ lên núi. Tuy không sống chung, nhưng họ vẫn thường liên lạc với nhau, có việc gì họ cũng đều thông tin cho nhau biết. Người dân khi gặp khó khăn vẫn đến trước động nước cầu sự giúp đỡ của Lạc Long Quân. Âu cơ và 50 người con trai đến sống ở đất Phong Châu, Phú Thọ, và cùng nhau tôn người con cả lên làm vua. Đó là hùng vương thứ nhất của nước ta, mở đầu cho thời đại Hùng Vương kéo dài hơn 2.000 năm. Hùng Vương đặt tên nước là Văn Lan. Người bỏ ra nhiều thời gian đi tìm nơi có thế đất, thế nước để đóng đô. Đến chuyến đi thứ sáu mới tìm ra. Đó là vùng hội tụ của ba con sông Lô, sông Thao và sông Đà, hai bên có núi Tảng Viên và Tam Đảo, dân cư đông đúc, đồng ruộng tươi xanh, Xa xa là các dãy đồi thoai thoải và phía trên cao là một hòn núi kỳ tú. Vua bèn chọn nơi đây làm kinh đô, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Vua tổ chức một hàng ngũ quan chức gồm có các lạc hầu để giúp mình trị nước. Vua chia nước ra làm 15 bộ. Đa số các em của vua cai trị các bộ này, họ được gọi là các lạc tướng. Vua và các lạc tướng có quyền cha truyền con nối. Dưới các bộ là các làng xã, có các bố chính tức là các già làng đứng đầu. Con trai của vua được gọi là quan lang, còn con gái thì gọi là mỹ nương. Đó là tổ chức sơ khai của dân lạc Việt. Dưới các làng xã là gia đình, trong gia đình vẫn còn ảnh hưởng khá đậm của chế độ mẫu hệ thời trước, nhưng người đàn ông đã giữ vai trò quan trọng. Chồng lo toan mọi việc trong gia đình nhưng ý kiến của vợ vẫn được tôn trọng cả vợ lẫn chồng đều cùng làm ruộng. Khi nào rảnh rỗi thì chồng đi săn, đi đánh cá, vợ đi hái, đi lượm. Con cái được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng cho đến tuổi trưởng thành. Vua Hùng rất yêu thương dân. Người hay đi thăm dân và thân hành co sóc việc trồng lúa của dân. Thuở ấy Văn Lan có ruộng lạc, tức là ruộng ở chỗ trũng ven sông Hồng, sông Mã dân theo thủy triều lên xuống mà làm ruộng, vì thế họ được gọi là lạc dân. Lạc dân dùng phương pháp thủy nậu để cấy lúa. Thủy nậu là cách đạp cho cỏ sụp bùng rồi mới cấy lúa lên. Giống lúa thoạt tiên là những hạt nếp, hạt tẻ mọc hoang, dần dần được lạc dân thuần dưỡng. Thời đó, lạc dân vẫn ăn gạo nếp là chính. Hàng năm, vua vẫn thường cùng các già làng lên núi cúng vía lúa để cầu trời đất cho dân trúng mùa. Nơi vua Hùng khấn vía lúa trở thành nơi thờ thần lúa, sau này chính là đỉnh núi Hùng, thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Núi Hùng là một quần thể ba ngọn núi Cao Sơn, Ất Sơn và Viễn Sơn. Nơi đây, biểu tượng của lúa một hòn đá đẻo hình vỏ trấu dài khoảng 60cm đã từng được nhân dân thờ cúng. Sông hồ nước văn lan lắm tôm cá nhưng cũng nhiều loài thủy quái thường hay sát hại dân chài. Dân chài bèn kêu than với vua. Biến được hiểm họa thường đe dọa tính mạng của dân và ngăn trở việc đánh bắt thủy sản vốn là nguồn lợi quan trọng thời bấy giờ, lòng vua luôn nặng triểu lo âu để tìm cách tiêu diệt thủy quái. Một hôm vào rừng, bắt gặp một con tắc kè hình dáng giống như một con cá xấu hung dữ thu nhỏ chạy ngang chân và trốn lẫn vào đám lá khô. Vua Hùng cố tìm xem nó ở đâu nhưng không thể phân biệt đâu là con vật, đâu là những chiếc lá vàng đỏ úa. Người giật mình chợt hiểu, con tắc kè đã tự nhiên đổi màu da của mình theo màu lá để tự vệ. Như thế con người cũng có thể hóa trang thành loài thủy quái để chúng tưởng là đồng loại. Về cung, vua triệu tập dân chài và chỉ cho họ cách lấy chàm vẽ lên trên mình hình ảnh những loài thủy quái như cá sấu trắng biện pháp ấy quả rất hiệu nghiệm dân chài không còn bị sát hại nữa từ đó dân việt có tục lệ xăm mình tục lệ này được lưu truyền cho đến đời vua trần anh tông mới dứt hùng vương còn cho vẽ hai con mắt trước các mũi thuyền để đánh lừa thủy quái bảo vệ người đi trên sông nước tục lệ này ngày nay vẫn còn Ngoài việc chống loài thú dữ dưới nước, vua hùng còn giúp dân chống lại loài thú dữ trên cạn bằng cách khuyến khích dân chúng lấy tre gỗ dựng nhà sàn. Và như thế những căn nhà mái công hình thuyền hay hình vòng trên những cọc gỗ cao ráo có khả năng ngăn cách thú dữ với cư dân đã được dựng lên khắp văn lan. Đó là bóng dáng những căn nhà sàn còn thấy ở nhiều vùng dân tộc ít người hiện nay. An cư thì lạc nghiệp nền kinh tế của nước Văn Lang đã có những bước phát triển đáng kể nhờ kỹ thuật luyện kim. Những công cụ sản xuất bằng đồng như cái quốc, cái cày đã giúp cho các cánh đồng triểu nặng lúa. Trống đồng được đúc ra, không chỉ dùng trong các cuộc tế lễ, ma chay mà còn để trao đổi với các nước khác. Dân chúng sống trong cảnh thanh bình, ấm no. Để tán thưởng cuộc sống hạnh phúc ấy, dân chúng thường tổ chức các buổi lễ hội tưng bừng ca ngợi công đức của Hùng Vương và tạ ơn trời đất. Sau những nghi lễ tế trời mừng được mùa, từng tốt người mặc áo quần làm từ lông chim, tay cầm khèn hoặc giáo nhảy múa theo nhịp trống, cồng, sên, phách rộn rã. Những trai gái tuổi tìm bạn cùng nhau trang hòa trong tiếng giả cối rạo rực. Vẫn từ bờ sông là tiếng reo hò cổ vũ cho cuộc đua thuyền các đời vô kế tiếp vẫn được gọi là hùng vương. Họ nối nghiệp lớn của cha ông và bảo toàn được cuộc sống êm đềm giản dị của dân chúng. Cũng chính từ cuộc sống khó khăn vất vả nhưng hồn nhiên lạc quan ấy, dân Lạc Việt đã để lại những chuyện truyền miệng đậm đà tính dân tộc như thánh giống, sự tích bánh chưng, bánh dày, trầu cao, quả dưa hấu, sơn tinh, thủy tinh. Đời sau, con cháu nhớ ơn các vua hùng và hàng năm đều tổ chức lễ cúng gọi là dỗ tổ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Lễ lớn và mang tính truyền thống nhất luôn được tổ chức tại núi Hùng ở Vĩnh Phú và vẫn được gọi là hội đền Hùng. Hôm đó, tại đền thượng, tức là nơi vua Hùng đã từng làm lễ khấn vía lúa và cũng là nơi sau này, Hùng Vương thứ sáu lập đền thờ thánh giống, đã diễn ra một buổi lễ tế trang trọng. Lễ vật gồm có tam sinh, tức là bò, dê, heo thui cả con, cùng hương hoa, quảng, trầu cao, xôi ngũ sắc, rượu, bánh chưng, bánh dày. Đồng thời với buổi lễ là đám rước voi, rước bánh chưng bánh dày, rước kiệu xuất phát từ các làng lân cận, cùng nhau rầm rộ tiến về đền hạ, phía dưới đền thượng. Đám rước bánh chưng bánh dày là một điểm đặc biệt không thể thiếu được của hội đền hùng cuộc trước này nhắc nhở đến tấm lòng của lang liêu sự tích bánh chưng bánh dày đồng thời để nhớ tới công đức của vua hùng đã dạy dân chúng trồng lúa còn trước kiệu là cuộc thi giữa các làng các cổ kiệu được rước đến sân đền đến nơi kiệu cùng cờ quạt đồng loạt được trước chạy quanh sân đền, vì vậy còn gọi là kiệu bay. Dưới chân núi các cô gái đâm đúng, giả gạo, các chàng trai chàm thao, đánh trống đồng, làm vang lên trong không gian lời mời gọi rộn rã. À, trên hồ nước, những cặp thuyền rồng lộng lẫy lướt sóng. Bên bờ là bãi tung còn, đấu vật, cờ người, leo dây, múa rối và đặc biệt là bãi đu tiên. Các cô gái chàng trai say sưa quay tròn, những tà áo muôn màu tung bay phất phới trong không khí tưng bừng của ngày hội. Vì ý nghĩa nhớ cội nhớ nguồn, vì tính hấp dẫn của không khí ngày hội, trong dân gian có câu, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3. Vào đời Hùng Vương thứ sáu, nước Văn Lan bị giặc ân quái nhiễu. Chúng phá làng, phá xóm cướp trống đồng giết người không gớm tay các lạc tướng bố chính ra sức chống ngăn nhưng đều bị giặc ân đánh hạ dân chúng kinh hoàng khắp nơi im bặt tiếng cười ngay cả trẻ thơ cũng chẳng dám khóc to còn đâu nữa những buổi đua thuyền hào hứng những đêm hội tưng bừng nhà nhà đóng cửa trút cầu thang hải hùng vua hùng bối rối vô cùng người bèn triệu tập các lạc hầu lại để bàn kế bàn tới bàn lui bỗng có vị lạc hầu khuyên vua nên cho rao trong dân chúng để tìm người tài vua sực nhớ lại giấc mộng đã ba năm về trước hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ vua thấy lạc long quân xuất hiện báo cho vua biết sẽ có giặc xâm phạm bờ cõi nhưng thần tướng sẽ xuống giúp đỡ tin tưởng sẽ tìm ra người tài vua ra lệnh tìm kiếm Bây giờ, ở làng Phù Đổng thuộc Bộ Vũ Ninh, nay là huyện Gia Lâm, Hà Nội, có một đôi vợ chồng đã lớn tuổi nhưng lại hiếm muộn. Một hôm người vợ thức dậy sớm ra vườn tưới cây, bà bỗng nhìn thấy một vết chân to lớn, dẫm nát cả mấy luống cà. Lấy làm lạ, là, bà bèn ướm thử chân mình vào, bỗng thấy lòng xúc động. Từ đó, bà có thai và sinh ra một bé trai kháo khỉnh. Không bao lâu sau, người cha mất, người mẹ một mình nuôi con cậu bé dễ ăn, dễ uống, nhưng chẳng hề biết nói, biết cười, suốt ngày chỉ nằm im trong chiếc giống tre treo ở giữa nhà, nên được đặt tên là giống. Một hôm sứ giả đi đến làng Phù Đổng, tiếng rao vang lên từ đầu đến cuối làng. Vua Hùng cần người tài đi phá giặc ân. Già, trẻ, lớn, bé đều chạy đến xung quanh sứ giả xôn xao bàn tán, già làng cùng các bô lão lo lắng lắc đầu. Giống vẫn nằm bất động. Mẹ thấy thế thang lên. Con ơi! Đất nước lâm nguy, con hãy mau lớn lên. để ra giúp nước chứ? Bỗng bà nghe giống nói. Mẹ ơi! Con nghe lời mẹ ra giúp nước đây mẹ hãy mời sứ nhà trời vào để con thưa chuyện người mẹ hốt hoảng không tin vào tai mình giống ơi con biết nói rồi sao giống gật đầu việc nước khẩn cấp xin mẹ đừng chần chừ sứ nhà trời không thể đợi lâu người mẹ vừa mừng vừa lo bèn bảo con con ơi con còn nhỏ quá sức đâu chống được lũ hung tàn cậu bé trấn an mẹ hiền mẹ đừng lo con đã có cách bà mẹ lóng cống chạy đi gọi già làng già làng ơi thằng giống con ta biết nói rồi nó lại bảo ta đi mời sứ nhà trời đây ta lo lắm già làng sửng sốt thằng giống biết nói lại còn đòi đi đánh giặc có lẽ bô đã biết tin cho người giúp ta chăng mọi người chung quanh cũng đều kêu lên đúng là bô sai thần tướng đến giúp ta rồi mẹ thằng giống cứ ra mời sứ giả nhà trời đi bà mẹ vững lòng hơn chạy đi mời sứ giả sứ giả đến nhà thấy giống bé tí ti liền bảo ngươi chỉ cao bằng cây lúa giặc ân thì như thác đổ ầm ầm trên rừng trên núi chúng nó ăn tươi nuốt sống ngươi ngay giống niềm tĩnh trả lời ta sẽ phá được giặc ân sứ về nói với nhà vua đúc cho ta một thanh gươm sắt một con ngựa sắt nhà trời không phải lo chi cả nhìn chung quanh thấy nét mặt tin tưởng của mọi người biết có chuyện là sứ giả bèn phóng ngựa phi nước đại về kinh đô phong châu báo tin cho vua hùng biết thấy việc xảy ra ứng như giấc mộng vua hùng mừng rỡ ra lệnh thực hiện ngay yêu cầu của giống dân lạc việt thời ấy tuy đã thành thạo trong việc luyện đồng nhưng chỉ mới bắt đầu thời kỳ luyện sắc những đồ dùng và vũ khí bằng sắt chưa được sản xuất nhiều vì thế các thợ phải làm ngày làm đêm để rèn để đúc trong khi ở kinh đô phong châu mọi người đang khẩn trương lo vũ khí thì tại làng phù đổng giống bổng lớn nhanh như thổi mẹ nấu bao nhiêu cơm nếp cũng không đủ cho giống ăn hàng xóm chung quanh góp gạo thêm cũng không đủ và làng bèn huy động cả làng giúp không đủ nồi để nấu dân làng phải nấu cả cơm lam. Các hũ mắm cá, mắm ba ba cũng được mang đến nhưng chỉ một loáng là giống ăn hết ngay. Các cô gái ngồi dệt suốt ngày bên khung cửi nhưng bao nhiêu vải nối mà áo của giống vẫn ngắn, vẫn chật. Các cô gái phải lấy bông lau để kết thành áo. ngựa gươm nón và áo giáp đã được đúc xong vua hùng lập tức sai sứ giả mang đến cho giống khi ấy giống đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh tuấn tú giống chỉ vỗ nhẹ một cái là gươm gãy ngựa gục giáp tan nón bể thế là phải bắt đầu lại sắc mà họ dùng để đúc mềm quá phải có sắc tốt hơn vua hùng cùng những người rèn người đúc tìm tòi cách làm lần này họ làm cẩn thận hơn Sau bao nhiêu lần thử đi thử lại, họ lấy than gỗ chất cao đốt thành lò lửa cuồn cuộn hơi nóng, rồi thả các mẫu quặng sắt xù xì vào. Khi nhắm chừng đã được, họ lấy miếng sắt sốt còn đỏ mềm ra đập lia lịa. Sắt nguội, họ lại nung mềm và tiếp tục đập. Cứ thế, họ đã tạo được một thứ sắt cứng hơn. Họ lấy sắt trắng đúc đi đúc lại ba lần mới vừa sức giống vua hùng còn phái hàng ngàn quan quân đem ngựa sắt đến làng phù động để theo giúp sức giống mọi thứ đã sẵn sàng cho giống lên đường cả làng bày tiệc tiễn chân giống sau khi ăn hết bảy nông cơm ba nông cà giống hét lên một tiếng như sấm ta là tướng nhà trời rồi vương vai biến thành một người khổng lồ uy nghi cao to sừng sững giống đội nón mang giáp đeo gương nhảy lên mình ngựa lạ thay, ngựa sắt tung cao vó mà phun ra một luồng lửa hừng hực. Giống quay đầu ngựa chào mẹ, chào cả làng, từ biệt dân làng và thúc ngựa ra đi. Ngựa phi như bay, vó câu rung chuyển, xoáy trên nền đất thành những dãy hố chạy dài. Quan quân rầm rộ theo sau, khí thế ầm ầm như thác đổ. Đến chân núi Vũ Ninh, giống gặp ngay giặc đang đóng trại la liệt cả một vùng. tướng giặc là ân vương hình dung cổ quái mặt to vành vạnh râu tóc tua tủa giết người không gớm tay giống thúc ngựa lao vào trận địa vung gươm loang loáng ân vương thúc quân chống cự giặc ân tiến lên trùng trùng điệp điệp nhưng lớp trước lớp sau chết như ngã rạ dưới lưỡi gương của giống ngựa giống lại hí vang phun lửa cháy cả rừng tre ân vương xông tới quyết chiến nhưng chẳng mấy chốc bị giống phóng gươm giết chết gương giống bị gãy theo giống mất khí giới thấy giặc vẫn chưa chịu đầu hàng tuy đã mất chủ tướng chúng cứ ào ào tràn lên không một chút bối rối giống nhổ các bụi tre bên đường quật tới tấp vào giặc quân giặc hoảng sợ lớp quỳ xuống xin hàng lớp chạy trốn nhưng chạy đâu cho thoát quan quân cùng dân làng trói chúng lại giống đuổi đến núi sóc sơn nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì không còn một mống giặt nào. Giống xuống ngựa ngồi nghỉ dưới chân núi Sóc. Bên chân núi có giếng nước trong. Giống cởi giáp, treo nón lên một cành cây, đoạn cuối xuống uống một hơi cạn cả giếng. Sau đó, để nón và giáp lại thay lời từ biệt, giống lên ngựa bay thẳng lên trời. Khi quan quân kéo đến thì chỉ thấy hình bóng giống khuất dần sau những đám mây ngũ sắc, rồi biến mất. Họ đành mang giáp, nón của giống về trình vua hùng. thanh bình lại về với đất nước văn lang nhưng người anh hùng đã ra đi không trở lại. để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn, vua hùng cho lập đền thờ giống bên cạnh vía lúa ở đền thượng. vua phong cho giống tước hiệu thiên vương và lấy tên nơi chôn nhau cắt rốn của giống để gọi phù đổng thiên vương. về sau, vua lý thái tổ lại phong thêm hai chữ xuân thiên nhân dân thì suy tôn giống thành bậc thánh thánh giống dưới chân núi sóc sơn ngày nay có những dãy ao tròn nối nhau đến tận các làng chung quanh nhân dân truyền tụng rằng đó là vết chân ngựa của giống để lại còn khu rừng tre bị phun lửa cháy thì đã trở thành một làng nhưng cái tên vẫn còn mang dấu ấn của sự kiện lịch sử ấy làng cháy tre ngà còn gọi đằng ngà có màu vàng tương truyền rằng đó là do bị lửa liếm trong trận quyết chiến kia. Bên cạnh công trừ giặc ân, nhân dân còn gắn thêm công trừ nạn lục cho thánh giống. Truyền thuyết thường được kể trong các hội giống thêm rằng khi ngựa giống bay qua sông Hồng, giống nhìn xuống và thấy sông cuồn cuộn sóng dữ, hai con thùng luồng to lớn đang vẫy vùng xô nước tràn bờ. Giữa những cơn sóng phủ phàng là mẹ giống đang ngụp lặng, tuyệt vọng, giống lao xuống diệt thùn luồn, cứu mẹ, giúp dân trừ nạn lụt. Giống luôn luôn là hình ảnh người anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên của nước nhà, là ước mơ, là niềm tự hào của dân tộc Việt. Dân chúng đã thờ giống ngay trong vườn nhà, nơi giống đã trải qua thời thơ ấu khác thường của mình. Hàng năm nhân dân tổ chức ngày hội để nhớ ơn giống vào ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch. Hội giống được tổ chức ở nhiều nơi, như tại Sóc Sơn, nơi giống từ biệt ra đi, hay tại Đông Bộ Đầu, Hà Nội, nơi giống được thờ làm thành hoàng, nhưng long trọng nhất là tại làng Phù Đổng, quê hương giống. Từ ngày mồng 7, mâm cổ gồm có cơm và cà, được trước lên đền thượng. Đến mồng 9 mới là ngày chính hội hôm ấy sự tích thánh giống được diễn lại bằng những hình ảnh tượng trưng rất sinh động mọi người chia ra hai phe một bên là quân của giống một bên là giặc ân ba chiếc chiếu được trải ra giữa sân tượng trưng cho cánh đồng trên chiếu có một chiếc tô úp trên một tờ giấy tô là đồi núi giấy là mây trắng người cầm đầu phe của giống được gọi là ông hiệu cầm cờ lệnh phất lên từ trong cờ bay ra hàng ngàn mảnh giấy nhỏ sặc sỡ, dân chúng xô nhau cướp cho được một mẫu giấy để lấy hên. Ông Hiệu tiến lên chiếu ba bước, lấy chân khều cái tô và tờ giấy. Như thế là giống đã tiến quân vượt qua mây núi, ông Hiệu lại nhảy lên hai lần, rồi lùi khỏi chiếu. Quân giống tràn lên xé chiếu, khi chiếc chiếu thứ ba xé xong, cũng là lúc giặc ân tan tác. Thua trận, Giặc ân bị điệu về làng phù động, quân giống cũng kéo về đấy để cùng nhau mở tiệc khao quân cho đến tối. Một vở hát chèo do các nghệ nhân điêu luyện vang lên, ca ngợi công ơn của giống. Để nhắc nhở mọi người đừng quên ngày hội, trong dân gian có câu ca. Ai ơi mồng 9 tháng 4, không đi hội giống cũng hư mất đời.